Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình, trong bản tin La Bàn Đầu Tư của chúng tôi, được phát sóng trực tiếp vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì gồm có tôi là Lương Xuyên và anh Tuấn Hoàng Pape cùng đến từ Cục Quản lý Tài sản. Trong chương trình của chúng tôi thì vẫn như mọi khi sẽ gồm có 5 phần. Phần thứ nhất đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai cập nhật về thông tin cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây thì Duyên và anh Tuấn Hoàng sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là về phần thông tin vĩ mô. Như mọi khi thì chúng tôi sẽ cập nhật một chút về thông tin Covid-19. Các điểm nóng Covid-19 trên thế giới trong tuần từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Ở châu Á thì trung bình ca nhiễm mới trên 14 ngày tại Ấn Độ giảm 39% so với đỉnh và tỷ lệ tử vong có dấu hiệu đã tạo đỉnh với trung bình là 4.000 ca trên một tuần. Ở Đông Nam Á thì chưa có dấu hiệu đạt đỉnh khi mà 7 trên 10 nước ASEAN có số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Tại châu Âu thì tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 42%, nhưng nguy cơ sẽ tăng chậm lại do AstraZeneca dự kiến là chỉ giao được 100 trên 300 triệu liều cam kết trong vòng 6 tháng đầu năm. Ở tại Bắc Mỹ thì 40% dân số đã hoàn thành liệu trình vaccine với tốc độ là 1,8 triệu người tiêm hàng ngày. Ở tại Nam Mỹ, Caribbean thì hơn 1 triệu người đã tử vong và tương đương với 31% số ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới, trong khi dân số khu vực này chỉ chiếm khoảng 8,5% dân số trên toàn cầu. Ta cũng điểm thêm một chút nữa rằng là ta thấy rằng là cái khu vực châu Âu, khu vực Bắc Mỹ là khu vực đang có tỷ lệ tiêm phòng vaccine tăng trưởng rất là tốt, và khi mà khu vực này như tuần trước Tuấn đã đề cập đến là khi những khu vực này là những khu vực dẫn đầu trong việc tiêm phòng ấy, thì dẫn lại cái sự tiêu dùng của kinh tế toàn cầu nói chung đó. Chúng tôi xin phép được chuyển qua tin tiếp theo, đó là mặt bằng lãi suất bằng 0%, tiền gửi tại Fed đang ở ngưỡng cao nhất lịch sử. Thì thông qua cái nghiệp vụ hợp đồng repo đảo ngược qua đêm thì 50 quỹ thị trường tiền tệ gửi tổng cộng là 485 tỷ USD tại Fed vào ngày 28 tháng 5. Thì mặc dù là lãi suất qua đêm là 0% và nhu cầu tiền gửi tại Fed tăng liên tục trong thời gian gần đây do các nguyên nhân, thứ nhất đó là trong 2 tuần trở lại thì tín phiếu có kỳ hạn ngắn hơn 1 tháng đã có lúc chạm lãi suất âm, và kể từ cuối tháng 4 thì Fed đã bắt đầu phát hành tín phiếu có kỳ hạn 4 tuần với lãi suất là 0%. Nguyên nhân thứ hai đó là thanh khoản dư thừa trên thị trường vì chính sách mua 120 tỷ USD chứng khoán mỗi tháng của Fed. Và nguyên nhân thứ ba đó là Fed giảm quy mô phát hành tín phiếu ngắn hạn dẫn đến hụt nguồn cung trữ tiền trong hệ thống. Và lãi suất cho vay cơ bản của đồng USD đang ở ngưỡng là 0,06 đến 0,07 trong biên độ từ 0,00 đến 0,25 tại tháng 5 năm 2021. Với cái tin tức này thì chúng tôi cũng không có gì thay đổi so với tuần trước, thì chúng tôi cũng có đánh giá một chút về thông tin về lạm phát, thì lạm phát vẫn không phải là cái vấn đề mà nhà đầu tư đáng phải quan tâm lúc này. Chúng tôi chuyển sang tin tiếp theo, đó là đồng nhân dân tệ đạt đỉnh 3 năm. Thì tỷ giá đồng nhân dân tệ thì đang tiến về mức 6,2 nhân dân tệ trên USD, và tỷ giá được tỷ giá trước sự kiện phá giá vào năm 2015 của PBOC. Thì tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018, 1 USD tương đương với 6,4 nhân dân tệ, nhờ thứ nhất đó là đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ, thứ hai đó là lượng lớn ngoại tệ chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc trong bối cảnh lãi suất toàn cầu thấp. Và mặc dù là tăng trưởng GDP quý 1 năm 2021 đạt là 18,3%, tăng trưởng so với quý 4 năm 2020 chỉ là 0,6%, cho thấy là tốc độ mở rộng nền kinh tế đang chậm lại. Vậy thì với tin này thì anh Tuấn có đánh giá gì? Chúng ta sẽ thấy rằng là nhìn cái đà đồng tiền của Trung Quốc, đồng tiền nhân dân tệ thì trong cả cái năm 2019 là gần như đi ngang đúng không ạ? Và 2020 là cái trend của cả cái đồng tiền nhân dân tệ là trend giảm giá so với đồng đô. Thì rõ ràng là như vậy là nó sẽ có lợi cho mặt tăng giá so với đồng đô. Thì rõ ràng như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ có cái cơ hội đâu đó cho Việt Nam khi mà so sánh hàng Việt Nam với hàng Trung Quốc trên thị trường thế giới. Nhưng mình cũng phải lưu ý rằng là cái cơ cấu nền kinh tế của Trung Quốc đã thay đổi rất là nhiều so với cả cái thời kỳ trước đây. Khi mà cái trước năm từ 2017 trở xuống ấy, trở về trước ấy, thì cái sự cạnh tranh của hàng hóa của Việt Nam và hàng Trung Quốc gần như là so găng nhau ở trên thị trường quốc tế. Và đương nhiên là phần thua thuộc về mình vì cái chi phí sản xuất của Trung Quốc rất là rẻ. Tuy vậy thì tại thời điểm hiện tại thì do một phần là chi phí nhân công của Trung Quốc tăng lên rất là cao, và thứ hai nữa là
Thứ hai nữa là Trung Quốc đang chuyển dịch dần sang nền kinh tế công nghệ cao. Chính vì vậy mà họ sẽ giảm bớt những ngành thâm dụng lao động, và dần dần những ngành thâm dụng lao động nó đang chuyển dịch sang Việt Nam. Và chúng ta đã nhận thấy rằng là một số ngành mà thời gian qua Việt Nam tăng rất là mạnh như ngành may mặc chẳng hạn, hay là những ngành mà xuất khẩu gỗ chẳng hạn, đó là những ngành mà Trung Quốc đang bỏ lại và Việt Nam mình đang được hưởng lợi từ cái quá trình đó. Nên Tuấn cho rằng là mặc dù Việt Nam có được hưởng lợi từ cái vấn đề mà đồng nhân dân tệ tăng giá, nhưng mà ngược lại thì cái mà Việt Nam được hưởng lợi nhiều hơn đó chính là cái việc mà thay đổi cơ cấu kinh tế của nền kinh tế Trung Quốc. Đấy mới là điều quan trọng hơn. Tin tức tiếp theo của chúng tôi đó là khủng hoảng container cước vận tải giữa châu Á, châu Âu lần đầu tiên vượt 10.000 đô la. Thì cước vận tải container từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Rotterdam, Hà Lan tăng 485% so với cùng kỳ. Thì mức tăng kỷ lục này đã phản ánh lên cái khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu khi mà nhu cầu vận chuyển tăng mạnh. Ở đây chúng tôi có ghi ra 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là sức mua của người tiêu dùng và nhu cầu tích trữ hàng hóa của các doanh nghiệp tăng trở lại. Và nguyên nhân thứ hai đó là sự cố nghẽn kênh đào Suez hồi tháng 3 năm 2021. Và nguyên nhân thứ ba đó là thiếu hụt nguồn cung container rỗng. Và đặt hàng tàu container mới trong quý 1 năm 2021 thì có tổng công suất lên tới là 1,4 triệu thêu, mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Thì trong đó thì có đến 45 đơn đặt hàng cho tàu siêu trọng tải, lớn hơn là 15.000 thêu, mức cao kỷ lục. Thì khi mà nhắc đến ở đây thì Việt Nam đang có cái doanh nghiệp là GMD, có những cái cảng nước sâu lớn nhất của Việt Nam. Vậy thì anh Tuấn có đánh giá gì tin tức này ảnh hưởng như nào đến các doanh nghiệp không ạ? Vâng, như vậy chúng ta đã nhìn thấy rằng là khi mà cái cước vận chuyển container tăng rất là mạnh ấy, thì chúng ta cũng nhìn thấy cái đâu đó là cái nhu cầu thương mại hàng hóa đang tăng trở lại rất là mạnh so với thời kỳ trước. Khi mà cái nhu cầu tăng trở lại như vậy thì nó sẽ kéo theo cái giá cước vận tải quốc tế tăng. Ngược lại thì ở Việt Nam mình chúng ta nhận thấy rằng là nếu như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là những doanh nghiệp được hưởng lợi, thì đâu đó những doanh nghiệp gián tiếp trong cái chuỗi cung ứng đấy cũng là doanh nghiệp được hưởng lợi. Và GMD như cái một buổi chia sẻ của Tuấn trong cái tiêu điểm đầu tư ấy, thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp đang có cái cảng nước sâu khá là lớn. Cái cảng nước sâu của họ là cảng Gemelink, và cảng này được coi là cảng lớn nhất trong top 19 cảng lớn nhất thế giới. Và nếu như hàng hóa ngày xưa, nếu như đến Việt Nam thì họ phải dừng chân ở Singapore hay dừng chân ở Hồng Kông, thì bây giờ họ hoàn toàn là dừng chân tại cảng Cái Mép Thị Vải. Và từ đó là sẽ hàng được trung chuyển đi khắp nơi ở Việt Nam. Tức là nó sẽ có những tàu trọng tải lớn và những tàu gọi là feeder, những tàu nhỏ. Thì bây giờ hàng hóa hoàn toàn đứng luôn ở Gemelink. Và đó chính là một cái đặc điểm. Một là Gemelink có thêm một cái cảng mới và cảng rất là xịn. Thứ hai nữa là đúng lúc mà cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa đang tăng lên rất là cao. Ngoài ra do dịch Covid vừa rồi ấy, thì rất nhiều các nhu cầu chuyển dịch sang mua hàng hóa online. Tuấn có theo dõi một doanh nghiệp như kiểu PTB, cái công ty mà Phú Tài, thì họ cũng bán hàng qua mạng rất là nhiều. Và đâu đó chúng ta nhận thấy rằng là cái nhu cầu xuất nhập khẩu mà hàng hóa bán online trực tiếp từ Mỹ sang Việt Nam đâu đó nó đang phát triển rất là mạnh. Đó thì Tuấn nghĩ rằng là GMD là một doanh nghiệp khá là hay ho, có nhiều câu chuyện để kể trong năm nay, năm sau và thậm chí đến 2023. Và như anh Tuấn có đề cập thì chúng tôi cũng đã có một cái video buổi nói chuyện của anh Tuấn về mã GMD. Thế nên quý vị có thể khi mà quan tâm mã này thì có thể vào chương trình tiêu điểm đầu tư của chúng tôi để nghe lại về cái mã cổ phiếu này. Chúng tôi chuyển sang tin tiếp theo của thông tin vĩ mô. Đó là tháng 5 là tháng đầu tiên mà Việt Nam ghi nhận dòng vốn FDI tăng trưởng trong năm 2021. Thì trong 5 tháng đầu năm thì Việt Nam đã thu hút gần 14 tỷ USD vốn FDI, tăng gần 1% so với cùng kỳ. Và Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 nước đang đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất. Thì ở Việt Nam thì Long An là tỉnh mà thu hút vốn FDI nhiều nhất, chiếm khoảng 3,35 tỷ USD, tương đương với 24% vốn đăng ký. Và tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Cần Thơ. Và khu vực mà FDI xuất siêu 14,4 tỷ USD, tính cả dầu thô, và 12,6 tỷ USD không tính dầu thô trong 5 tháng đầu năm. Rồi, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là khi mà FDI chuyển dịch vào Việt Nam ấy, một phần nó là bởi vì nó là Việt Nam thành một cái xưởng gia công mới của thế giới, là Trung Quốc công một đó. Thì khi mà hàng hóa, tức rất nhiều các công ty đa quốc gia họ sẽ chuyển dịch hàng hóa sang Việt Nam và họ sẽ sản xuất và từ đây xuất khẩu đi các nước ngoài. Và chúng ta cũng chứng kiến rằng là GDP trên tức là xuất nhập khẩu trên GDP Việt Nam, tổng xuất nhập khẩu trên GDP Việt Nam đó khoảng 250%, tức là một con số rất là lớn, đúng không ạ? Và đương nhiên thì
Ngoài câu chuyện J&F Tuấn vừa nói vừa nãy thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là những khu công nghiệp mà ở gần các cảng lớn, đặc biệt là những khu vực cảng cụm cảng gần Hải Phòng chẳng hạn, hay cụm cảng mà gần tức là những khu công nghiệp gần cụm cảng Hải Phòng hoặc khu công nghiệp mà gần cái bộ tứ kinh tế khu vực miền Nam gồm có Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt thì cái khu vực cái Mét Thị Vải là gần, rất là gần cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Tại vùng cụm cảng bộ tứ kinh tế Sài Gòn ấy, thì có hai cụm cảng lớn là cụm cảng Cát Lái và cụm cảng cái Mét Thị Vải. Thì cụm cảng Cát Lái hiện nay nó đang rất là tắc nghẽn, và chính vì vậy khi mà các khu công nghiệp mới thì họ sẽ chuyển dịch gần cái cụm cảng cái Mét Thị Vải hơn. Và gần cụm cảng cái Mét Thị Vải thì nó có cái khu Tuấn có theo dõi thì có một doanh nghiệp cũng khá là hay ho vừa đấy, chính là Sun Energy, tức là SZC. Thì doanh nghiệp đấy cũng có cái quỹ đất khá là lớn và quỹ đất của họ khá là sạch. Mặc dù vậy thì doanh nghiệp này là doanh nghiệp cái quy mô vốn họ vẫn đang là khá là nhỏ, tức là vốn hóa họ vẫn đang khá là nhỏ, nhưng mà cái quỹ đất của họ rất là lớn. Quỹ đất của họ có khoảng 500 hay 600 ha đất sạch và họ có thể sẵn sàng cho thuê ngay. Thì và họ cũng rất là gần cái cụm cảng cái Mét Thị Vải của GMD đó. Thì Tuấn nghĩ rằng là nếu quý vị đầu tư mà có quan tâm đến mảng bất động sản khu công nghiệp thì quý vị có thể quan tâm đến một doanh nghiệp như như SSC, một doanh nghiệp nhỏ nhưng mà có rất nhiều câu chuyện cũng rất là hay. Chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Thì trong kênh cổ phiếu thì chúng tôi tuần này chúng tôi có đề cập đến ngành dệt may quay lại đà tăng trưởng. Thì 13 trên 19 doanh nghiệp dệt may niêm yết thì ghi nhận cái mức tăng trưởng lợi nhuận dòng trong quý 1 năm 2021. Nguyên nhân thì thứ nhất đó là đến từ cải thiện danh mục sản phẩm mới như tái chế, sợi tái chế hay là găng tay và ba lô với biên lợi nhuận cao hơn. Thứ hai đó là hàng tồn kho giá thấp kể từ quý 4 năm 2020, và thứ ba là cắt giảm chi phí quảng cáo. Thì tổng lợi nhuận dòng quý 1 năm 2021 thì tăng 38,2% so với cùng kỳ. Và tiếp theo đó là chúng tôi đề cập đến một doanh nghiệp đó là Thiên Long Group, thì kế hoạch lãi là 280 tỷ năm 2021 và tăng cường bán hàng trên thương mại điện tử. Thì tập đoàn Thiên Long dự kiến là cái kế hoạch doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng thì tăng 12% và tăng 17% lãi sau thuế so với thực hiện năm 2020. Thì với chỉ tiêu trên thì TLG sẽ dự kiến là chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ là 20%. Ngoài ra thì kết thúc quý 1 năm 2021 thì TLG ghi nhận doanh thu thuần đạt là 680 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 85 tỷ đồng, trong cùng kỳ năm trước lỗ 20 tỷ đồng. Và vậy thì anh Tuấn có đánh giá gì về ngành dệt may và cái doanh nghiệp này không ạ? Ok, chúng ta sẽ quay lại cái ngành dệt may trước. Thì giống như trong câu chuyện ngành dệt may thì trong cái buổi lần trước Tuấn có chia sẻ đó là chi phí của một nhân công tại Việt Nam đâu đó chỉ khoảng 6-7 triệu một tháng, và chi phí của một nhân công tại Trung Quốc trong ngành sản xuất ấy, đâu đó phải khoảng 28 triệu, 24-28 triệu, tức là gấp khoảng 3-4 lần cái chi phí nhân công tại Việt Nam. Đấy là một. Thứ hai, nếu chúng ta so sánh ở một nước mà gia công khá lớn trên thế giới là Mexico, thì Mexico đâu đó cũng cái mức chi phí gia công đâu đó cũng khoảng là 8-10 triệu trên một công nhân một tháng, tức là cao hơn Việt Nam một chút. Đó thì chính vì cái việc mà cái chi phí nhân công của Việt Nam rất là rẻ như vậy, đồng thời cái logistics của Việt Nam cũng tốt hơn rất nhiều so với nước khác, bởi vì chúng ta có một cái lợi thế là bờ biển chúng ta rất là dài, có rất nhiều cảng lớn. Thì chính vì hai điều đó nên những cái ngành mà thâm dụng lao động ấy, bắt đầu chuyển dịch dần sang Việt Nam và cho đó có dệt may. Ngoài ra thì nếu như chúng ta nhìn cái ngành dệt may thì có công ty MSH, tức là May Sông Hồng, là họ có thêm một cái, chúng ta sẽ thấy năm nay năm rất là tốt của họ, khi mà năm ngoái là một năm nền thấp và năm nay chúng ta sẽ nhìn thấy tăng trưởng này. Và thứ hai nữa là May Sông Hồng có thêm một cái nhà máy mới khiến cho cái công suất họ tăng lên trong điều kiện mà công suất tăng lên trong điều kiện mà cái thị trường tốt lên, thì đó những doanh nghiệp chúng ta có thể theo dõi. Và chúng ta cũng thấy có một số rất nhiều doanh nghiệp mà có cái mức tăng giá rất là mạnh mẽ thời gian qua như GIL đó. Thì cái nguyên nhân chủ yếu đằng sau Tuấn vẫn cho rằng đó là cái sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Và bên cạnh đó thì cái doanh nghiệp TLG Thiên Long là một doanh nghiệp mà Tuấn cũng khá là ưa thích ở góc độ bottom up, tức là doanh nghiệp này doanh nghiệp hoạt động rất là hiệu quả và họ cố gắng luôn luôn mở rộng cái thị phần của họ, không chỉ trong miếng bánh của Việt Nam nữa rồi, họ đang mở rộng dần miếng bánh của họ sang thị trường khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy thì nếu như mà nhìn cái trend vĩ mô của doanh nghiệp này đang hoạt động ấy, thì trend vĩ mô của nó là trend vĩ mô đi xuống. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái nền công nghiệp 4.0 thì chúng ta sẽ dùng máy tính nhiều hơn, chúng ta sẽ sử dụng nhiều phần mềm hơn, và chúng ta ít sử dụng các dạng bút hay văn phòng phẩm.
Thì đó chính là một cái mà điểm trừ của doanh nghiệp này. Tuy vậy thì khi mà nó giống kiểu một cái miếng bánh mặc dù nó nhỏ lại, nhưng mà cái doanh nghiệp này doanh nghiệp đang to dần ra, nên quy trở lại chúng ta vẫn có thể đầu tư doanh nghiệp này, nhưng mà chúng ta sẽ phải nhìn nhiều hơn về cái kết quả kinh doanh hàng quý. Chứ còn nếu trên vĩ mô thì rõ ràng là trên vĩ mô của doanh nghiệp này là kém. Đó thì đấy một vài quan điểm của Tuấn về Thiên Long. Như vậy là anh Tuấn cũng có những cái nhận xét về ngành dệt may và doanh nghiệp là Thiên Long. Vậy thì sắp tới đây thì chúng ta cũng một số các doanh nghiệp sẽ công bố cái thông tin về kết quả kinh doanh quý 2. Thì đây cũng là cái thông tin mà khá là nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thì anh Tuấn có đánh giá như thế nào về kết quả kinh doanh trong thời gian quý 2 trong thời gian tới, và ngành nào và doanh nghiệp nào sẽ được sẽ có kết quả tốt trong đợt này? Vâng, thì Tuấn cho rằng là những doanh nghiệp mà nó được hưởng lợi từ cái quá trình chuyển dịch từ Trung Quốc sang, chẳng hạn như khi mà cơ cấu doanh nghiệp của cái cơ cấu nền kinh tế của Trung Quốc ấy, họ đang chuyển dịch dần sang ngành kinh tế công nghệ cao, và họ sẽ cắt giảm những cái ngành mà mang tính ô nhiễm môi trường nhiều. Ví dụ như là ngành thép này, thép của Trung Quốc là giảm công suất rất là lớn. Và ngược lại thì Hòa Phát của mình cũng tăng công suất rất là mạnh, và thậm chí thép của Trung Quốc thiếu vốn khiến cho cái thép của Hòa Phát phải xuất khẩu được ngược vào Trung Quốc. Thì đấy là một điểm mà Tuấn cho rằng là những ngành mà những công ty, những doanh nghiệp mà nằm trong ngành mà Trung Quốc bỏ lại sẽ được hưởng lợi. Nên chúng ta có thể để kể đến một số doanh nghiệp như kiểu Hòa Phát này là thiên về thép này, rồi doanh nghiệp như kiểu DGC để thiên về phốt pho. Khi mà Trung Quốc không xuất khẩu phốt pho trên toàn thế giới nữa, thì nó sẽ để lại cái thị trường đấy cho những nước khác, trong đó Việt Nam. Và Việt Nam mình đang là nước có chiếm đến 40% thị phần xuất khẩu phốt pho toàn thế giới đó. Và DGC là một doanh nghiệp mà có cái thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Rồi ta có Đông Hải Bến Tre, DHC là doanh nghiệp đấy cũng có cái nhà máy Giao Long 2 đi hoạt động, và họ vẫn đang lấp đầy công suất trong năm nay. Thì đấy là những doanh nghiệp mà cái kết quả kinh doanh kỳ 2 vẫn rất là ấn tượng. Ngoài ra thì ngành ngân hàng, ngành nó cũng bắt đầu tăng trưởng lại từ đáy của năm ngoái. Và đó là một ngành mà Tuấn tin rằng quý 2 sẽ tiếp tục rất là hấp dẫn. Một doanh nghiệp nữa là doanh nghiệp GMD, như Tuấn vừa chia sẻ lúc đầu đó. Thì GMD cũng là một doanh nghiệp có cái nhà máy mới, có cái công suất mới này, tức là chính là có cái cảng mới, và trong điều kiện nền kinh tế cũng đang tốt lên. Thì đấy là một sơ qua một vài công ty mà Tuấn nghĩ rằng là quý 2 khá là tốt. Còn ngoài ra quý vị nếu như muốn đầu tư ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ thiên nhìn nhiều hơn về thanh khoản thị trường. Và thanh khoản thị trường hiện nay đang tốt như này thì về cơ bản là ngành chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi trong trung hạn. Anh Tuấn, vậy tiếp theo sản của kênh cổ phiếu đó là chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của quỹ VNDAV tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2021. Thì tăng trưởng NAV trên chứng chỉ quỹ đạt 40,3% so với chỉ số VN30 Index là 38,6%. Tiếp theo thì chúng tôi chuyển sang kênh thu nhập cố định. Như mọi tuần thì chúng tôi cập nhật về tiền gửi. Lần này sẽ là tiền gửi tháng 5 năm 2021. Thì nhiều ngân hàng vừa điều chỉnh lãi suất huy động. Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì biểu lãi suất huy động không biến động so với các tháng trước. Thì biến động lãi suất của nhóm ngân hàng lần này thì cũng không phải là thay đổi quá nhiều, chỉ dao động từ khoảng là 0,1 đến 0,3%. Thì đánh giá của chúng tôi về biến động lãi suất tăng ở một số ngân hàng chỉ mang tính cục bộ và chưa biểu thị cho một xu hướng tăng lãi suất nào của toàn thị trường, và mặt bằng lãi suất sẽ giữ ổn định ở mức thấp trong ngắn hạn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại làm giảm cầu tín dụng. Tiếp theo của kênh thu nhập cố định đó là thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thì các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trái với diễn biến khá trầm lắng trong quý 1 thì các tháng đầu quý 2 năm 2021 thì hoạt động phát hành trái phiếu của các ngân hàng diễn ra khá là sôi động. Trong đó thì ngành tài chính ngân hàng chiếm khoảng 17,5% tổng giá trị phát hành trong tháng 4, xấp xỉ là 7.359 tỷ đồng. Các tổ chức phát hành giá trị lớn nhất thì bao gồm có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và lãi suất trái phiếu doanh nghiệp các ngân hàng vẫn ở mức thấp và dao động trong khoảng từ 3,7 đến 6,9% trên một năm. Vậy thì với cái tin thị trường về trái phiếu doanh nghiệp này thì anh Tuấn có đánh giá về thị trường này không ạ? Về cơ bản thì chúng ta nhận thấy rằng là ngành cái mảng trái phiếu, thị trường trái phiếu của chúng ta đó là một ngành khá là non trẻ và có rất nhiều cơ hội. Tức là cái quy mô của ngành trái phiếu doanh nghiệp ấy còn rất là nhỏ so với cả quy mô trái phiếu của tiền gửi của tín dụng ngân hàng. Do vậy thì cái xu hướng mà dần dần các doanh nghiệp huy động trên thị trường trái phiếu này tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Tiếp theo về kênh thu nhập cố định thì chúng tôi sẽ cập nhật về kênh thu nhập cố định của VN Direct đến ngày 28 tháng 5 năm 2021. Thì tại VN Direct có kênh thu nhập cố định D-Money với lãi suất cam kết của VN Direct. Quý nhà đầu tư khi mà đầu tư vào kênh này với cái số tiền tối thiểu đó là 1 triệu đồng và trong khoảng thời gian từ 1 tuần đến 2 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 3,1% đến 5,2%. Kênh tiếp theo của chúng tôi đó là D-Bond với trái phiếu VN Direct cam kết lãi suất cố định. Quý nhà đầu tư trong thời hạn từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng với lãi suất dao động trong khoảng từ 6,8 đến 8,4% trên một năm. Tiếp theo về kênh tài sản khác thì tuần này chúng tôi có đề cập đến kênh bất động sản, giá nguyên vật liệu tăng và bất động sản nhà ở có bớt sôi động hay không. Thì như ở trên cái sơ đồ chúng tôi có để ở trên slide, đó là chi phí nguyên vật liệu chỉ chiếm khoảng 70% tổng chi phí xây dựng, trong đó thì thép chiếm đến 45 đến 50% chi phí nguyên vật liệu. Và giá thép xây dựng hiện tại thì rơi vào khoảng là 18.400 đến 18.800 đồng trên kg, cao hơn 40% so với quý 3 năm 2020. Và chung cư là cái sản phẩm có lẽ là bị tác động mạnh nhất do chi phí xây dựng chiếm đến 60% giá thành. Và cái tác động này thì sẽ đến từ người mua nhà nhưng mà tỷ lệ hấp thụ có thể là sẽ giảm, đúng không anh Tuấn? Chúng ta biết rằng là ngành thép ấy thì đợt vừa rồi tăng giá rất là mạnh. Tuy vậy nếu như chúng ta nhìn forward rất là dài từ năm 2008 đến nay thì giá thép nó đang tăng rất là mạnh trong từ năm ngoái đến năm nay từ cái mức rất là thấp. Cái mức thấp đấy nó kéo dài trong khoảng 10 năm trở lại đây rồi và nó tăng lên bây giờ cái mức giá thép ấy mới đang tương đương của năm 2008 mà thôi. Đó. Và ngoài ra thì Tuấn có rất nhiều lần Tuấn nói đến câu chuyện về super cycle commodity, tức là cái siêu chu kỳ về hàng hóa. Thì trong siêu chu kỳ hàng hóa đấy thì cái nguyên nhân chủ yếu đó là một là do chính phủ các nước bơm tiền rất là nhiều này, thứ hai nữa là giá hàng hóa ở mức cơ sở thấp trong nhiều năm này, và cái thứ ba điều kiện đủ đó chính là việc đẩy mạnh cái chính sách kinh tế của một đất nước nào đó, như hiện tại là chính sách đẩy mạnh Go Green, tức là làm xanh hóa trái đất của Trung Quốc và sau đó là Mỹ. Thì chính cái điều đấy khiến cho super cycle commodity sẽ tiếp tục mạnh lên. Và cái mức giá này của thép thì Tuấn nghĩ rằng là nó mới vẫn đang trong thời kỳ khởi động thôi, nó sẽ còn tăng trong thời gian tới nữa, nhất là trong cái điều kiện mà ba điều kiện đang cùng lúc xảy ra. Đó thì trong điều kiện như vậy thì Tuấn nghĩ rằng là cái doanh nghiệp thép trong giai đoạn từ bây giờ đến cuối 2021 này vẫn được hưởng lợi về góc độ gọi là lợi nhuận. Tuy vậy thì đà tăng hay không thì chúng ta phải nhìn vào cái liệu doanh nghiệp nào mở rộng công suất. Tuấn vẫn luôn nói rằng là khi mà mở rộng công suất trong cái điều kiện mà thị trường tốt lên nữa thì nó sẽ là một cái bùng nổ giá cổ phiếu rất là mạnh. Chúng ta biết rằng là Hòa Phát bắt đầu đưa ra lò cao, tức là bắt đầu vận hành công suất vào cuối năm ngoái, và cùng lúc đó thì thị trường lại tốt lên. Thì đấy là những cái điểm mà có thể nói rằng là Hòa Phát có thể họ timing rất là chuẩn. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo về kênh tài sản khác thì tuần này chúng tôi có đề cập đến kênh vàng, cá mập quay đầu gom hàng. Thì ở kênh này đó là cá mập, ở đây chúng tôi muốn nói là quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust dừng trạng thái bán ròng trong tháng 3 và tháng 4. Và quỹ này thì đã mua gần 26 tấn trong tháng 5 và nâng số lượng nắm giữ lên 1.037 tấn. Và lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất 13 năm trở lại đây. Thì theo Incrementum AG thì quỹ chuyên đầu tư vào vàng thế giới chỉ đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ lạm phát tăng và giá vàng có thể lên đến là 5.000 USD trên ounce trong vòng 10 năm tới. Thì ở đây thì anh Tuấn có đánh giá gì về kênh vàng không ạ? Ở góc độ của Tuấn thì Tuấn sẽ không đánh giá nhiều kênh vàng, bởi vì chúng ta nhìn trong dài hạn, trong khoảng 200 năm Tuấn có một cái biểu đồ 200 năm cái kênh tài sản, thì cái biểu đồ đấy thì giá vàng nếu so với đồng đô là họ tăng chỉ 0,7% một năm. Đương nhiên là ngoài lạm phát, mà nếu tính cộng thêm lạm phát khoảng 1,4% của Mỹ nữa vào thì nó sẽ khoảng là 2,1% một năm, tức là tăng trưởng của giá vàng nó sẽ không cao nếu nhìn trong dài hạn. Và nếu như chúng ta đầu tư cái đợt giá vàng mà tăng rất là mạnh trong cái biểu đồ này là bởi vì nó đúng cái hai cuộc khủng hoảng cùng một lúc, là cuộc khủng hoảng năm 2001 này, rồi cuộc khủng hoảng 2000 từ 2005 2008 nó kéo dài quá lâu khiến cho cái đợt đà tăng của giá vàng nhìn trông rất là mạnh. Tuy vậy thì nếu như nhìn rất là dài ra thì thấy là giá vàng nếu chúng ta cầm và chúng ta không cầm đúng cái trend thời điểm bật lên ấy, thì Tuấn nghĩ rằng là một cái rất là xấu. Đó thì trong điều kiện đấy thì Tuấn nghĩ rằng là nó thể ok, nó thể là một kênh giữ tiền nhưng mà lợi suất rất là thấp và nó rất rủi ro nếu chúng ta bị mất cơ hội. Và nếu như mà đầu tư vào kênh vàng thì không phải là cái kênh mà có thể tối ưu cái lãi suất lợi nhuận cho quý nhà đầu tư. Đúng ạ. Và trong tuần vừa qua thì
có lẽ là quý nhà đầu tư cũng thấy cái sự biến động của thị trường, nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy khá là vui, nhưng bên cạnh đó thì nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy suýt xoa khi mà những cái biến động đó. Thì tuần này anh Tuấn sẽ mang đến câu chuyện đầu tư gì cho quý nhà đầu tư ạ? Hôm nay chúng ta sẽ có câu chuyện khá là vui về câu chuyện là cứ đi rồi sẽ đến. Trong câu chuyện này thì như tuần trước thì Tuấn sẽ thử đóng một vai và Duyên đây sẽ đóng một vai. Tuấn sẽ đóng vai một vị hòa thượng và bạn Duyên sẽ đóng vai một vị hòa thượng trẻ. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Là đầu tiên là một hòa thượng như Duyên rất muốn đi du học và Tuấn với vai trò là một vị sư thầy mới hỏi khi nào con đi. Tuần sau con sẽ đi, đường xa con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường. Rồi, hay thế này đi. Thầy sẽ bảo các đại chúng quyên góp giày cho con, rồi con hãy đi. Và ngày hôm sau thì Tuấn cũng có nói chuyện với cả những người khác, những người đại chúng, rằng là học trò của tôi sắp đi xa và phiền đại chúng có thể giúp đỡ tôi một chút giày được không? Và sau đó thì các vị đại chúng có đến giúp đỡ cho Tuấn rất nhiều giày. Và tự nhiên có một người mang đến một chiếc ô. Thầy Tuấn mới hỏi rằng là tại sao ngài tặng ô cho tôi? Vì ô đó ngài có thể dùng để che nắng, che mưa. Và khi mà người tặng ô ấy thì lập tức có rất nhiều người tặng ô nữa. Và ngay ngày hôm sau ở trên này có rất nhiều ô, có rất nhiều giày. Và đây Duyên ơi, có rất nhiều giày và ô đây em. Nhiều giày quá, nhiều ô quá. Thế này thì làm sao mà em có thể mang đi hết được? Con trời có lúc mưa, lúc nắng. Con phải đi đường rất là xa. Và đi trên đường đó thì hoàn toàn con có thể bị rách hết đôi giày. Rồi ô có thể bị hỏng hóc, rồi có thể bị mất đi. Hay con cứ mang hết cả đi. Rồi trên đường đi thì chắc là trên đường đi rồi con phải đi qua những đoạn suối, đoạn sông nữa, để thầy đi bảo các đại chúng quyên góp cả thuyền cho con nữa nhá. Thế này thì nhiều quá, thì có vẻ như là vị hòa thượng này sẽ cảm thấy rất là nhiều và không thể mang đi được, đúng không anh Tuấn? Đúng rồi, và lúc này thì vị hòa thượng thì khi đó thì vị hòa thượng đó dần như đã hiểu ra ý của anh Tuấn, và hòa thượng sẽ đã quỳ rạp xuống đất và nói là đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ ạ, và sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì nữa. Ok, qua câu chuyện vừa qua là một câu chuyện nó nhẹ thôi, thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều người sợ hãi sự biến động thị trường. Rất nhiều người nói rằng là chờ cái qua đợt bầu cử này đã, xem đại hội đảng như nào đã, rồi xem chiến tranh ở khu vực giải Gaza giữa Israel với cả Palestine thế nào đã, mà cái quá trình này nó bỏ lỡ rất nhiều cái cơ hội, bởi vì doanh nghiệp nó vẫn làm ăn và nó vẫn sinh ra tiền hàng ngày đó, thì chúng ta đã bỏ đi mất cái cơ hội sinh ra lãi kép. Và Tuấn cho rằng là mình cứ đi rồi sẽ đến, và nếu như các bạn sợ hãi về thị trường đang quá cao thì hãy tích sản là một bước mà đầu tiên để xây dựng trên hành trình rất là dài hạn đó. Rồi thứ hai là cơ hội sẽ luôn đến khi mở rộng vòng tròn năng lực. Có rất nhiều người mong muốn là có tiền rồi bắt đầu mới đầu tư, rồi mới bắt đầu khởi nghiệp, nhưng thực tế là khi các bạn lăn lộn trên thị trường này ấy, thì lúc đó là cơ hội mới, tức là bạn có kinh nghiệm, bạn có kỹ năng, rồi khi đó cái cơ hội mới sáng tỏ và tiền từ đó bắt đầu mới sinh ra từ những cơ hội đó. Thì đây là một vài cái câu chuyện thú vị gửi đến quý vị nhà đầu tư. Cảm ơn anh Tuấn về câu chuyện rất là thú vị. Và qua đó thì anh Tuấn cũng gửi đến quý nhà đầu tư hai cái bài học. Bài học đầu tiên đó là nếu quý vị không nên sợ hãi, nếu như sợ hãi thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Và nếu và quý vị có thể là cứ đi rồi sẽ đến, hãy đầu tư tích sản từ những cái bước chân đầu tiên để xây dựng lên cái khối tài sản lớn. Và bài học thứ hai thì là cơ hội sẽ luôn đến khi mà mở rộng cái vòng tròn năng lực. Tức là thì khi đó những cái biến động trên thị trường quý vị sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Có một vài câu hỏi. Mình đi trả lời câu hỏi trước hay là ấy trước? Câu trả lời câu hỏi trước nhé. Dạ vâng, vậy xin phép được trả lời câu hỏi của quý nhà đầu rồi, tư ạ. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua một vài câu hỏi của các anh chị nhé. Thì đối với cổ phiếu GEX và HBC thì HBC cái đầu vào của Hòa Bình ấy, nó chính là mảng thép, đúng không ạ? Và thứ hai là Hòa Bình cũng là một doanh nghiệp, nếu như chúng ta muốn biết về doanh nghiệp này, chúng ta phải chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải hỏi ban lãnh đạo rằng là cái backlog của công ty bây giờ đang là bao nhiêu. Đó thì với những doanh nghiệp chúng ta phải đi tìm hiểu backlog và biết thông tin nội bộ như vậy thì là một doanh nghiệp chúng ta cầm và nắm giữ nó sẽ không được an tâm. Và nếu như chúng ta nhìn quay sang nhìn về lợi thế cạnh tranh thì Hòa Bình chỉ là một
doanh nghiệp tầm gọi là có to to nhưng mà vẫn là tầm gọi là chung chung trong ngành thôi. Những doanh nghiệp lớn nhất thì nó thuộc về Recon này, hay Công ty Công, hay là Delta đó. Thì trong trường hợp như thế thì Tuấn cho rằng là ở đây Tuấn sẽ không đủ dữ liệu để có thể đánh giá được ngay HBC cho các anh chị. Ngoài ra thì đối với GEX thì Tuấn cũng sẽ không đánh giá, vì doanh nghiệp này cái quản trị của họ Tuấn cũng không thể nắm vững được quá chắc chắn. Rồi thứ hai nữa là về công ty CTG, tức là Ngân hàng Công Thương, đúng không ạ? Thì cái giá của Ngân hàng Công Thương hiện tại đang không còn là rẻ so với thời kỳ ngày xưa nữa. Lúc mà anh Thọ lên thì lúc đó cái PB của cái ngân hàng này đâu đó chỉ quanh 1,1 đến 1,2 mà thôi. Chính vì vậy mà cái đà tăng của CTG khi mà anh Thọ lên thì anh đã làm một biện pháp ngay lúc đó là xử lý tất cả các khoản nợ mà nợ cơ cấu, tức là nợ nhóm 1, nợ xấu nhưng mà đang để ở dạng nợ nhóm 1 để nhìn cái bảng cân đối đẹp hơn. Thì khi anh làm thế thì khiến cho cái bảng cân đối rất là minh bạch, và khi minh bạch thì nhà đầu tư tự nhiên đẩy giá cổ phiếu lên rất là cao. Tuy vậy tại thời điểm hiện tại thì Tuấn nhận thấy rằng là khi mà họ trích lập dự phòng trong năm nay khá là thấp so với cả các năm trước, đồng thời với cả LDR khá là cao thì Tuấn, và cao cũng thấp nữa, thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng cái tăng trưởng của CTG nó sẽ không còn quá mạnh trong các năm tới nữa. Và trong trường hợp ngược lại, nếu có nhìn ngược lại thì Tuấn nghĩ rằng là Tuấn ưa thích công ty cổ phiếu của công ty ngân hàng như Techcombank hay MB nhiều hơn. Vì ví dụ như MB là họ có hệ sinh thái khá là rộng, họ có cả bảo hiểm, rồi có, tức là họ có bảo hiểm để hỗ trợ nữa. Chính vì vậy mà ngân hàng này Tuấn nghĩ rằng là cái hệ sinh thái họ sẽ khỏe hơn. Và đồng thời như Techcombank họ luôn tiên phong trong rất nhiều mặt. Thì đó, trong những trường hợp như thế thì Tuấn ưa thích Techcombank và B cho cái trend dài hạn hơn. Còn trong trend ngắn hạn thì Tuấn cho rằng là CTG thì ok. Hiện tại họ đang đà tăng rất là tốt, nếu quý vị anh chị nhìn theo cái đà tăng kỹ thuật. Nhưng mà ở góc độ cơ bản thì Tuấn thấy rằng là nó không chắc chắn lắm. Rồi, tiếp theo. Đánh giá về dòng banh. Dòng banh thì đó thì Tuấn cũng chỉ nói sơ qua là một số doanh nghiệp mà cái định giá nó vẫn ở mức trung bình, nhưng mà cái tăng trưởng trong dài hạn họ rất là tốt. Như kiểu Techcombank là họ có CASA lớn nhất này, họ có cái K khá là cao này, nên cái khả năng tăng trưởng của họ trong dài hạn khá là ổn. Ví dụ hôm trước Tuấn có đi họp đại hội cổ đông của Techcombank thì họ có thể kỳ vọng cái mức tăng trưởng dự kiến khoảng 25-30% liên tục trong khoảng 5 năm tới. Thì đó là một doanh nghiệp Tuấn khá là cảm thấy chắc chắn. Thì đấy, Tuấn có nói là Tuấn chắc chắn về hai doanh nghiệp, nhưng MB, Techcombank. Tuy vậy có rất nhiều doanh nghiệp khác nhé, rất nhiều cổ phiếu khác mà Tuấn không thể nhìn thấy được hết tất cả các doanh nghiệp. TCH có ảnh hưởng với giá nguyên vật liệu không? TCH thì tại thời điểm này Tuấn chưa có nhiều thông tin, chắc là sẽ phải dành buổi khác gửi đánh giá anh chị. Đi về Postbank thì một đặc điểm rằng là họ có, Tuấn nhìn cái bảng cân đối của họ ấy, thì cái trích lập dự phòng nợ của họ cũng không quá cao trong so trung bình ngành. Ví dụ như trích lập dự phòng trên nợ xấu, tức là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank là cao nhất thị trường, sau đó là Vietcombank, đến ACB, sau đó đến MB. Techcombank đâu đó ở nhóm tít phía dưới nữa. Và thứ hai nữa là chúng ta nhìn cái nợ, tỷ lệ nợ và phí phải thu, phí và lãi phải thu trên tổng dư nợ của họ ấy, cũng ở mức rất là cao. Đâu đó nó thể hiện rằng là họ có thể có những khoản nợ mà nợ cơ cấu ấy, tức là đâu đó thì đấy là sắp xuất thôi. Thì và liên việc của banh cũng là doanh nghiệp nó ở top dưới ngành ấy, thì cái doanh nghiệp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là cái nó sẽ có rủi ro. Tuy vậy thì thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn nhìn đang khá là tốt. Và có một bạn nữa, bạn nhấn hỗ trợ thì bên mình sẽ có bạn để hỗ trợ cho bạn. Tại vì nếu như bạn không trả lời thì không có ai trả lời thì bên mình sẽ có bạn trả lời bạn sau đây nhé. Như vậy thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Thì nhân tiện qua đây thì chúng tôi cũng giới thiệu đến quý nhà đầu tư, ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi được live stream trực tiếp vào lúc 15:30 thứ hai, thì chúng tôi còn có chương trình Tiêu Điểm Đầu Tư nhận định về ngành theo quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật các topic trong ngành, và sẽ được phát sóng